Ngày 10 tháng 10, 14 chiếc máy bay tư nhân đầu tiên của Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay phía đông Havana, Cuba, đánh dấu thêm mốc son trong tiến trình bình thường hóa quan hệ Mỹ và Cuba trong nửa thế kỷ thù địch. Các máy bay đưa 28 du khách hạ cánh xuống Varadero, nơi nổi tiếng với bờ biển cát trắng trải dài 20 km. Từ đây, các du khách sẽ được tham quan các điểm du lịch trên khắp đảo quốc Caribe này. Chủ tịch câu lạc bộ hàng không Mỹ cho biết, dự án là sự hợp tác giữa các câu lạc bộ hàng không Cuba với Florida và nhiều thành phố tiểu bang của Mỹ, kết hợp với các công ty lữ hành để tăng cường giao lưu giữa hai phía. Trước đó, chính phủ Mỹ đã cho phép nối lại đường bay với Cuba sau hàng chục năm gián đoạn vì cấm vận.